Con ôn bài Pháp Cú Kinh số 81. Nhờ Quỳnh kính cảm ơn, kính tri ân cô tu nữ Tại Duyên, cô tu nữ Thâm Má Ca Rí. Nhờ Quỳnh kính cảm ơn Thina, Cẩm Vân, Trích Rạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Trước khi đạo tràng chúng ta được đầy đức tuệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Phạm thiên vận ngầm người khẩn quản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa âm phổ cập, đam mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Buddhaya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 82. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sích Trạng Đông. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, mọi thứ đã qua đi thì không bao giờ còn quay trở lại nữa. Dầu là một sát la cũng không thể. Do vậy, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa có hiện khởi, và không ai có thể tìm được thấy tương lai của bất cứ một cái gì, mà tương lai tự nó lo cho chính nó, chỉ có sát la hiện tại. Hãy luôn nhớ rằng lúc nào cũng phải bắt đầu. Người trí là người luôn luôn bắt đầu, bắt đầu khoảnh khắc này, và chỉ có bắt đầu và bắt đầu. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có, không có một cái gì đó xuất hiện, không có cái gì đó, rồi một cái gì đó xuất hiện, và rồi nó lại biến mất. Nó biến mất, rồi lại có một cái gì đó xuất hiện, và rồi lại biến mất. Do vậy, chúng ta phải luôn luôn bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu với cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái lếm, cái được lếm. Bắt đầu cho đến khi nào mà chúng ta rõ được tứ niệm xứ, tứ thánh đế, chúng ta thấy được sắc, mọi sắc chỉ là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Và khi nhắm mắt và chúng ta thấy cũng không có con người nào cả, và khi mở mắt thì cũng không có một ai cả, mà chỉ là đối tượng thị giác. Hãy luôn luôn bắt đầu. Còn kinh điển thì chúng ta biết là ngày nào chúng ta cũng đọc, cũng học, sư cũng vậy thôi. Nói chung là học kinh điển là chúng ta học, nhưng mà về phần mà chúng ta muốn thấy được pháp thì phải luôn luôn bắt đầu. Đừng có chạy theo cái ngôn từ quá đáng ở đây. Chúng ta chưa có hiểu gì về khoảnh khắc này, đừng có lên nói quá. Nó sẽ hỏng hết cái con đường thanh tịnh, hỏng hết cái con đường bát chánh đạo. Còn nếu như mà giở kinh của Đức Phật ra để mà
đọc và nói ra từng chi pháp một, thì xin thưa với quý vị rằng chúng tôi có thể đọc rất là không có sót và thậm chí còn hay hơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi đảm bảo một cái điều đó là chắn. Nhưng mà cái đó không thể sử dụng, chưa thể sử dụng. Và khi nào mà chúng ta phải thấy, thực sự được thấy pháp rồi, chúng ta mới hiểu lời Đức Phật dạy vô cùng thâm sâu ở ngay những cái khoảnh khắc của thấy, của nghe, ngửi, nếm, đụng. Từ đó chúng ta mới thấy được vô minh và phiền não nó len lỏi trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì nó mới chúng ta mới hiểu rõ ràng cái pháp Đức Phật. Và hãy luôn nhớ rằng chúng ta để ý trong kinh điển á, luôn luôn là Đức Phật, Đại Đức Ananda hỏi Ngài Xá Lợi Phất muốn đắc được Tu Đà Hoàn thì phải làm sao, thì Ngài Xá Lợi Phất nói hãy thấy danh và sắc. Các tu đà hàm, a la hàm, a la hán thì sao, thì Ngài cũng vậy, chỉ có thấy danh và sắc. Như vậy thì chúng ta mới thấy được, thì chúng ta phải hiểu danh và sắc ở đâu, chứ không phải là ở trong cái cuốn kinh, mà phải là danh và sắc phải là trên sáu căn, và luôn luôn nhớ cái điều đó, và không có cần phải đi tìm pháp ở đâu cả, bởi vì chúng ta chỉ có thể hiểu được những cái gì, những cái pháp nào mà nó đang hiện khởi với duyên của nó mà thôi. Còn nó đã mất, đã đi, mà chúng ta đi tìm một cái gì đó thì đó là không phải là pháp của Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Vì cái chưa có, cái chưa hiện khởi thì làm sao mà đi tìm, đi kiếm. Cái mà đã diệt rồi thì nó không có sanh lại nữa. Tất cả. Và chúng ta nhớ là con đường chánh đạo thấy thì nó đơn giản. Chúng ta nói thì nó rất là dễ. Nhưng mà thực thấy, thực biết á, là vô cùng khó. Vô cùng khó, khó lắm. Nên là trong cái bài pháp này như hồ nước sâu vậy đó, thì chúng ta cần phải nhớ. Nên là cái thấy, cái nghe mà chúng ta hiểu được đó, nó thâm sâu lắm thưa quý vị. Nên là các chư Phật đó, bỏ ra, các Bồ Tát đó, chư Phật toàn giác, Ngài bỏ ra vô lượng kiếp 33 năm bậc, Ngài mới thấu hiểu được cái thấy, cái nghe này là không phải là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Do vậy mà chúng ta phải nhớ, chớ có coi thường lời Đức Phật dạy. Còn khi mà chúng ta đọc từng chi pháp, kinh tăng chi, năm chi, ba chi, bốn chi này kia, thì nếu mà sư nói với quý vị thì nó quá là bằng thừa rồi. Quý vị nói trời ơi, sư nói cái đó làm chi vậy, con đọc tối ngày. Con đọc tối ngày. Nhưng mà có thấy được phiền não không? Cái quan trọng của chúng ta tu tập là không phải để chúng ta tạo ra một cái gì đó, mà chúng ta hiểu và xả ly, nhớ nha. Bởi vì không có ai tạo ra được các pháp. Đức Phật không có tạo ra được. Tại sao chúng ta lại tạo ra những cái pháp môn để thực hành pháp kỳ ấy? Mà Đức Phật dạy các pháp ra duyên khởi. Chỉ khi nào mà nó đang hiện khởi thì chúng ta mới hiểu được thôi. Mà không hiểu được thì nó cũng diệt đi, mà hiểu được thì nó cũng diệt đi. Như vậy thì pháp nó vẫn, cái quy luật của pháp nó vẫn từ thuở ngàn xưa như vậy. Và pháp thì có mặt ở khắp mọi nơi, nhớ nha, pháp thì có mặt ở khắp mọi nơi, khắp mọi nơi. Pháp nó rất là thực. Thế mà quý vị nếm vô vị cay mặn, vị đắng là cái sự hay biết của cái thiệt thức đó, nó biết liền. Nên là không cần phải tìm kiếm ở đâu cả. Quan trọng nhất là chúng ta có thực sự hiểu đúng nó hay không. Hôm nay thì chúng con xin chia sẻ câu kệ số 82 này. Yatha pi raddo gamphiro vipassano ala vilo evang thamma ni Nutvana Vipa Si Tanti Pandita. Nghĩa Việt Ngài dịch là cũng giống như một cái hồ nước sâu, trong sạch, không bị vẩn đục. Tương tự như thế, bậc chí sau khi lắng nghe các lời giảng về giáo pháp được an tịnh. Như vậy khi mà chúng ta nghe pháp thì tâm của chúng ta phải cởi bỏ tất cả mọi cái ý niệm về ngã ra đã.
không có thương, không có ghét, không có thích thú, mà chúng ta không phải thương người này, chúng ta nghe, mà chúng ta nghe cái pháp thì tâm của chúng ta phải cởi bỏ rỗng rang hoàn toàn để lắng nghe pháp, nghe cái pháp pháp vị, thì cái nghe pháp đó mới được gọi là bậc hiền trí. Vậy khi mà chúng ta luôn luôn có cái ý niệm về ngã, chúng ta nghe pháp là chúng ta muốn nó như thế này, muốn như thế kia, thì cái đó không được gọi là nghe pháp. Nhớ, nhớ cái điều đó. Tại sao chúng ta không có giác ngộ là sao vậy? Là do chúng ta không khéo nghe pháp, không khéo nghe pháp. Thôi vậy chúng ta nghe những cái gì mà chúng ta thích thôi, không phải pháp của nó. Nhớ, nhớ một điều. Đang chúng ta nghe những cái gì chúng ta thích, người mà chúng ta thích, pháp mà chúng ta thích cái người đó thuyết, đúng không? Chứ không phải là chúng ta nghe pháp. Để một người nghe chấm pháp á, thì rất là khó. Để chấm pháp rất là khó. Phải không? Thì quý vị thấy rằng là đâu có dễ gì mà Đức Phật, để làm con của Đức Phật, người trí khó lắm. Nên là để khéo, khéo chứ không là chúng ta sẽ luôn luôn bị chấp thủ, và chúng ta luôn luôn chấp thủ cái điều đó. Và khi mà chúng ta đã dính vào một ai đó rồi á, thầy tôi này kia, chứ còn chúng ta bỏ quên cái giáo pháp. Luôn luôn chúng ta phải nhớ cái điều đó. Trước khi nghe pháp mà chúng ta muốn hiểu, thì chúng ta phải cởi bỏ tất cả mọi cái ý niệm về ngã. Cái từ giá tha pí đó, giá tha pí là một cái chàng từ quan hệ. Cái nghĩa của nó là giống như một cái gì đó. Còn cái từ pí là cái từ áp pí, nó là một cái liên từ, nó chỉ cho là cũng hay là cũng như hay là cũng vậy. Rahado là Rahada, là một cái danh từ nam tấm. Câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều. Số đếm là hồ nước. Hồ nước. Cái hồ nước nó thâm sâu, nó thanh tịnh, nó trong sáng. Thì nó được ví như là cái tâm của chúng ta cởi bỏ mọi cái sự phiền muộn, mọi cái sự chấp trước. Chúng ta ngồi lặng lẽ một cách tự nhiên. Chúng ta nghe. Những cái bậc hiền trí giảng giải về cái diệu pháp. Và chúng ta không đi cái tư kiến, những cái quan điểm. Mà chúng ta nghe để hiểu cái chân pháp. Để mà cái chánh niệm tỉnh giác nó trực nhận ra các pháp hữu vi là vô thường. Các pháp hữu vi là vô thường. Cái từ gamphiro là gamphira. Gamphira là một cái tấm từ, tính từ lam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách. Chỉ cho cái sự sâu thẳm. Một cái hồ nước sâu thì chúng ta biết là nó rất là trong và mát. Thì cái tâm hồn của bậc hiền trí cũng vậy. Nó rất là sâu thẳm, lặng lẽ, sáng trong.
Vipassano là vipassana. Cái động từ của nó là vipassati. Nhưng mà ở đây nó chia theo quá khứ phân từ. Câu kệ này nó thuộc về nam tánh và chia theo chủ cách là đã hay là rất trong sạch. Đã được trong sáng, đã được thuần tịnh, đã được thuần tịnh. Ở đây chỉ cho cái người trí có được cái sự an tịnh nội tâm. Ngài đã dọn sẵn an tịnh nội tâm. Thì khi mà nghe chánh pháp thì sẽ hưởng được tịch lạc, niết bàn. Đã được thuần tịnh. Vipassati. Nó là một cái động từ, cái căn của nó là căn sát. Tiếp đầu ngữ của nó là quý cộng phá, là trở lên sạch, sáng sủa. Như vậy khi mà tại sao tâm của chúng ta nghe pháp thì sao? Chúng ta nghe vị này thiết hay, vị này thiết dở, chúng ta không thích, chúng ta ghét, chúng ta không ưa. Những cái điều đó làm cho tâm của chúng ta không thực sự thấy được giáo pháp. Và chính vì cái vô minh, cái tham ái, cái tà kiến ấy, nó ngăn trở chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta không xóa bỏ được cái này đó, thì chúng ta đánh mất cơ hội rất lớn là được gặp các bậc hiền trí. Xin thưa mấy quý vị, các bậc hiền trí không phải là chư tăng không đâu, thưa quý vị. Nhiều những cái người, những cái bậc cư sĩ ấy, phải nói là cực kỳ là giỏi. Và hơn nữa là các vị đó đã đi xa hơn chúng ta còn rất là nhiều nữa. Chúng ta nghe pháp, đừng bao giờ chấp thủ. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn của mình ra để đón nhận những cái tinh hoa của những cái bộ óc cực kỳ trí tuệ. Chúng ta đừng có nhốt tâm của mình lại ở một cái cánh cửa vô cùng hạn hẹp. Thì làm sao mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của chúng ta nó lớn mạnh được. Chúng ta càng tu thì nó đi sai pháp nên càng ngày nó càng bị cái gì? À, cố chấp. Cố chấp. Tu như vậy là tu theo cái pháp môn gọi là bất ức thần trưởng. Nó không đem lại lợi ích gì cho mình và cho đời hết. Thậm chí mà nó còn làm phá hủy cái giáo pháp nữa. Phá hủy cái nhân cách. Nên là nó rất là tai hại. Rồi tiếp theo nữa là cái từ Alawilo. Nó là một cái hợp từ An cộng với Awila, là một cái tính từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là không bị võng đục, không bị khuấy đục.
Như vậy khi trước khi mà chúng ta nghe diệu pháp á, cái người trí làm cho tâm hồn an tịnh, không có ý niệm về ngã, không có bị chấp trước. Nghe pháp như vậy thì rất dễ đưa đến đạo lộ giải thoát. Từ Ê quăng thì chúng ta biết như vậy, còn tham ma lý. Tham ma là một cái danh từ trung tánh. Câu kệ này chia theo đối cách số nhiều. Giáo pháp ở đây là gì? Giáo pháp ở đây là 37 phẩm trợ bồ đề. Giáo pháp ở đây là 4 chân lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy. Mà chính là cái gì? Đó chính là những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái cảm thọ, cái suy nghĩ, cái nóng, cái lạnh ở trên cái thân này thôi. Nếu bạn hiểu được đúng như nó là, thì đó, tâm của chúng ta sẽ luôn luôn sống với hiện tại. Bởi vì chúng ta biết rằng ngoài hiện tại ra thì không còn cái gì khác cả. Cuộc sống của chúng ta chính là pháp. Cái thấy là pháp, nghe là pháp, ngửi là pháp, nếm là pháp, tham là pháp, sân là pháp, si là pháp, tà kiến là pháp, vô minh là pháp, ganh tị tật đố, sang tham bổn xẻng là pháp, bố thí là pháp, tu thiền là pháp, chánh niệm tỉnh giác, tất cả mọi thứ đó cứng mềm lỏng nặng chỉ là pháp thôi. Nhưng mà chúng ta bị chấp trước, bị đảo lộn, không có thấy được những cái quy luật, cái duyên sanh của các pháp này, và cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, và mê đắm trong cái đối tượng thị giác màu, mùi, vị, âm thanh, mà cho là người này, người kia, nhà, cửa, ruộng, vườn, đất đai, là tôi, là của tôi, đắm nhiễm vào chúng mà thôi. Chứ thực tế ẩn ở bên trong đó là chân đế pháp. Nếu không có chân đế pháp á, nếu không có thực tại thì không có cái gọi là con người, không có cái thực tại thì không gọi là cái cày, cái cuốc, không có cái thực tại thì không gọi là cái nhà, không có cái thực tại hiện khởi thì không gọi là con voi, con bò được. Nhưng mà tất cả những thứ đó chỉ là năm uẩn. Như vậy thế giới này chỉ là bao la năm uẩn. Năm uẩn sai biệt khác nhau, luôn luôn hiện khởi và rồi biến mất. Không gì hơn thế nữa cả. Từ thuở ngàn xưa cho tới sau, không có một con người cụ thể ở trên cái trái đất, trên cái hành tinh và ở bất cứ đâu cả. Mà chúng chỉ là các cái thực tại. Cái thực tại không kinh nghiệm và một cái thực tại kinh nghiệm. Thực tại không kinh nghiệm thì cho chúng là cái gì cũng được, nhưng mà chúng không biết buồn, biết vui, biết giận, biết hờn, biết sầu, biết khổ, biết than vãn, biết chê, biết cười, không. Đối tượng thị giác màu, mùi, vị, âm thanh, từ thuở ngàn xưa cho tới ngàn sau, chúng đều là vô tri, vô giác. Chúng là bất tịnh, chúng là đất nước lửa gió, vô thường và đổ vỡ. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà,
Chúng tưởng chúng chưa từng quen biết ai hết. Chúng không có quen ai bao giờ. Chưa có quen ai bao giờ. Đó gọi là giáo pháp đó. Nếu mà chúng ta thấy đó là giáo pháp đó. Cái từ su toa ná, cái căn của nó là căn su cộng với toa ná, là cái từ su ta tí đó. Thì ở cái động từ này chia theo bất biến động từ. Động từ bất biến là sau khi lắng nghe. Sau khi lắng nghe với cái tâm thanh tịnh đó, vị đó thấy được à, thế giới chỉ có các khổ pháp hữu vi khởi và biến mất, không có chủ thể, không có bản ngã, nên tâm khởi lên cái sự nhàm chán xả ly, ly tham, không còn chấp thủ đối với tất cả các danh và sắc ở mọi thời điểm. Vì đó không ước vọng tương lai. Vì đó xả ly hoàn toàn đối với tất cả ý niệm về ngã. Và cái từ nữa nào, Passinati hả? Là cái động từ được an tịnh, trở lên an tịnh. Và đó là cái từ vựng của cái bài kệ này. Và Ngài Thích Minh Châu dịch là như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Đó là trích nghĩa từ vựng của câu kệ số 82 này. Và tích truyện của câu kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự ở chùa Chetavala, đề cập đến mẹ của làng Cana. Và cái tích truyện này thì nó ở trong tạng luật nó rất là dài, nhưng mà ở đây Ngài trích một phần. Thì mẹ của làng Kala thì không có muốn con mình tay không trở về nhà chồng khi mà đi lấy chồng, nên đã làm cho đã làm cái bánh. Nhưng mà bốn lần làm bánh thì đều dâng cho bốn cái vị tỳ kheo trong cái giờ mà các ngài đi thọ thực. Và chúng ta biết là thời Phật rất là nghèo, đến nỗi đi về nhà, đi gả làng, đi lấy chồng mà không có cái gì để cho, và mẹ của làng chỉ làm có bốn cái bánh, mỗi một lần thì làm một cái mang về thôi. Thì vừa làm xong thì vị tỳ kheo tới. Mà chúng ta biết rồi, mẹ của làng Kala đó thì là một vị thánh tu đầu quần. Mà một vị thánh tu đầu quần đó mà thấy chư tăng, mà thời đa phần là các vị A-la-hán với A-la-hàm tu đầu quần là nhiều vô số kể. Thì cứ làm xong thì vị tỳ kheo lại đến, một vị tỳ kheo lại đến. Thì cái tâm của bà thì nó bất động với niềm tin tam bảo rồi. Nên là bà mới nói con cứ đợi đi, để mẹ cúng dường cho. Bà cứ cúng dường cho chư tăng như vậy. Trong cái giờ mà các ngài đi thọ thực. Thì làm xong bốn cái bánh đó thì
hết bột rồi. Chính vì cái đức tin của vị thánh tu đồ quần á, nó rất là cao cả đối với tam bảo, và chúng ta còn nhớ cái câu chuyện mà cái người đệ tử, cái người hầu của bà Visakha mà đến chùa vào buổi chiều, mà cái vị tỳ kheo bệnh cần phải có một miếng thịt để nấu cháo thì hút nó mới hết. Thì bà sẵn sàng lấy con dao và lóc cái thịt đùi của mình ra nấu nấu cháo cho cái vị tỳ kheo đó. Thì khi ngài ăn xong rồi khỏi bệnh. Thì chúng ta biết là khi một người mà đắc quả tu đầu hồn rồi đó, thì giàu là nhà của cái vị đó, vị đó có thể nhịn đói để mà chết, chứ còn vị tỳ kheo đi ngang qua mà vị đó không dường, cái người kia đó không cúng dường á, là điều không thể có được. Cái đó là một sự thật. Khi nào mà chúng ta thấy được danh và sắc trong đời sống hàng ngày thôi, chúng ta mới thấy được cái ân đức của Đức Phật lớn lao đến mức độ như nào, nhổ cái mũi tên sanh tử lên như thế nào. Cái biển trầm luân mà một vị thánh tu đồ quần, cái hạt cát nó khổ như sông Hằng như vậy mà nó chỉ còn 7 hạt, thì thử hỏi rằng quý vị có cái gì để cho cái người đó lại không tôn kính tam bảo. Tam bảo là nơi nương nhờ tối thượng. Do đó mà Đức Thế Tôn thấy như vậy đó, thì ngài mới ban hành cái điều học là cấm không có cho những cái vị tỳ kheo thọ lãnh vật thực quá 4 bát. Và không được đi vào những cái nhà cư sĩ, vị thánh đắc tu đầu quần một ngày nhiều vị tỳ kheo hay là nhiều lần. Trở lại cái câu chuyện thì chồng của nàng Cana đó, thì thấy nàng không về thì đi cưới vợ khác. Và sau khi hay tin này thì nàng Cana gặp mặt các cái vị tỳ kheo này thì buông lời mắng nhiếc. Không lấy được chồng á, vì chính vì vì mấy vị tỳ kheo này đến mà nàng đợi mẹ để làm bánh, thấy đợi chồng, thấy đợi không về thì chồng đi cưới vợ khác. Ông chồng này cũng ác á, không có tình cảm, chỉ có tình dục thôi. Và chúng ta thấy là như vậy đó, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng các dục là tình yêu, nhưng nó không phải đâu. Và chồng nàng đi cưới vợ khác, và sau khi hay được cái tin này thì nàng Kala gặp các cái vị tỳ khu này thì buông lời mắng giết chửi rủa. Mấy cái ông sư này phá hoại gia can nhà ta, chư tỳ khu chẳng dám đi trên cái con đường này nữa. Và chúng ta phải nhớ rằng ôi trời ơi, tu mà chơi chơi, kiểu mà tu mà cái kiểu mà càng ngày càng tham, càng sân, càng si, càng dục, rồi là xe hơi nhà lầu này kia, thì chẳng có ai dòm ngó gì mình đâu. Nhưng mà khi bạn bước vào con đường chánh đạo thực sự rồi đó, thì lúc này đó, lúc này bạn mới biết được tâm của bạn có đủ kham nhẫn hay không. Còn các bạn chơi chơi thì ma nó nuôi rất là ngon, rất là ngon lành. Còn khi bạn bước vào thực sự rồi đó, thì lúc này
Lúc này cái gì đến, nó phải đến, và khi có trí tuệ dần lên, chúng ta bắt đầu chấp nhận một sự thật. Đó mới thực sự là sự thật. Và lúc này theo con đường nhân quả của tự thân, chứ còn không có dính mắc vào khen chê nữa. Thì khi mà chồng nàng Kala cưới vợ khác sau, thì khi ấy hay tin này thì nàng Kala gặp các vị tỳ kheo và chửi rủa mắng như vậy các vị sư. Thì hay biết được việc này thì Đức Bổn Sư Đức Thế Tôn đến nhà của mẹ nàng Kala, và bà đảnh lễ Đức Thế Tôn và thỉnh ngài ngự vào nơi được soạn sẵn rồi dâng cái cháo cùng với cái đồ ngọt. Thì sau cái bữa điểm tâm đó, thì Đức Thế Tôn mới hỏi nàng Kala ở đâu. Bạch ngài, Kala thấy ngài nó hổ thẹn, nó đang đứng khóc một mình, thì và chúng ta thấy Đức Phật á, khi mà chúng ta nghe, chúng ta thấy ngài rất là bình thường trong cái phi thường. Thì ngài mới hỏi tại sao thế. Bạch ngài, vì nó mắng giết chư tỳ kheo cho nên thấy ngài nó xấu hổ đứng khóc như thế. Thì Đức Thế Tôn bảo cho gọi là Kala đến và hỏi: này Kala, tại sao mà thấy Như Lai con lại xấu hổ nắm mặt ta mà khóc như thế? Quý vị thấy không, ngài rất là giản đơn và vô lượng từ tâm. Thì làng Kala mới bạch lại mọi việc, và làng đã mắng giết chư tỳ khu, và Đức Thế Tôn bèn hỏi rằng: này mẹ Kala thế nào? Các đệ tử Như Lai nhận vật của bà có dâng cúng thì họ phạm lỗi chi, hay là vật không có dâng cúng? Bạch ngài, đồ vật có dâng cúng. Nếu thế, khi đệ tử Như Lai khất thực đến đứng trước cửa nhà bà nhận được cái vật dâng cúng thì họ phạm lỗi gì? Bạch ngài, chư đại đức không có lỗi gì cả, chỉ là Kala là có lỗi thôi. Và nghe như vậy thì Đức Thế Tôn mới bảo Kala: này Kala, chư thinh văn đệ tử của ta khi đi bát khất thực đến trước cửa nhà này nhận được bánh của mẹ con cúng dường, thì các thinh văn đệ tử của ta có phạm lỗi gì? Bạch ngài, chư đại đức không có lỗi gì cả, chính mình con là có lỗi thôi. Thì làng Kala lúc này vui ngoài cái cơn giận với này, vui ngoài cái ái tình của mình rồi, nhận ra. Thì nói đoạn này thì nàng cúi xuống ngàn đảnh lễ Đức Thế Tôn và nàng xin sám hối. Và nhân đó thì Phật thuyết tâm của làng thanh tịnh này, Đức Phật thuyết tự pháp cho làng nghe, và làng chứng đắc quả tu độ hoàn. Thưa quý vị thấy không, nhờ mà không lấy được cái, nhờ cái nhân duyên đó, không phải đi lấy chồng, không phải đẻ con mướn cho người ta, không phải già, phải bệnh, phải chết, không phải lao cực khổ, mà làng có được cái thánh quả. Thì Đức Bổn Sư từ chỗ ngồi đứng dậy, và khi nàng đắc tu độ hoàn, Đức Thế Tôn đứng dậy và ngài đi về tịnh xá. Thì đi ngang qua cái sân mà Đức Vua trông thấy ngài thì bèn phán hỏi cái vị thời thị thần của mình. Hình như là ta thấy Đức Thế Tôn có phải không khắc khăn, thì các cái vị đó mới tâu là: thưa phải bệ hạ. Thì khi nghe tâu như vậy thì Đức Vua
bảo cái vị thần ra đón Đức Thế Tôn và chư khanh, ra đón ngài và chấm sinh để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Bổn Sư đứng dừng lại trong cái ngự, thì quốc vương đến gần ngài đảnh lễ và bạch rằng: bạch ngài, chẳng hay ngài đâu? Tâu đại vương, Như Lai đến nhà của mẹ nàng Kanha. Bạch ngài, vì lẽ gì vậy? Nghe rằng nàng Kala mắng giết chư tỳ khu lên Như Lai đã đến nhà mẹ nàng. Ở đây thì chúng ta thấy là sao? Thường thường là ai mà nói năng với chúng ta, người cư sĩ này kia nói chúng ta xúc phạm như vậy, chúng ta có thuyết pháp cho họ không? Chúng ta có nói chuyện với họ không? Chúng ta có kham nhẫn không? Chúng ta có nhịn không? Không đâu. Kẻ phàm phu như chúng ta toàn sử dụng cái tôi chứ không có sử dụng cái tâm từ, không có cái sự suy xét. Rất ít người có được cái sự suy xét. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì sao? Đức Thế Tôn nhẫn lại và ngài khéo làm cho làng an tịnh thân tâm, và ngài thuyết giáo pháp, làng chứng quả tu độ. Thì nghe nàng Ca La mắng giết như vậy, chư tỳ kheo nên Như Lai đến nhà mẹ làng và bạch ngài. Có lẽ là ngài đã khiến được làng Ca La thôi mắng giết phải không? Thì Tâu Đại Vương, Như Lai đã khiến được làng dứt bỏ cái sự mắng giết chư tỳ khu, đồng thời cũng thu hoạch được thánh tài Nokuttara Kutumbha. Thánh tài ở đây nói gì? Là bảy cái tài sản của bậc thánh: tính giới, tàm quý, văn thí tuệ, tức là niềm tin bất động với tam bảo, giới hạnh trong sạch từ nội tâm, lòng tàm, lòng quý đối với tất cả những cái việc ác, sợ hãi việc ác, sợ hãi vô minh. Văn là cái sự nghe diệu pháp thấu tỏ, thành tựu cái sự thí xả và bắt được cái tuệ giải thoát. Vậy bạch ngài, ngài khiến làng thu hoạch được thánh tài, phần chấm chấm sẽ khiến làng được làm chủ thế tài là Lô Ký Giá Cú Tung Bá Lát. Và nói rồi thì đức vua đảnh lễ cáo từ Đức Thế Tôn về chiều, và đức vua phái một cái cổ luân xa đó có màn che sáu phủ đi rước làng Ca La vào cung để làm cung phi cho đức vua, và khiến cung phi trang điểm và đeo đủ thứ trang sức quý giá cho làng, rồi lập làng lên làm đại công chúa. Và sau đó thì đức vua báo tin cho các quan rằng ai có thể nuôi dưỡng con gái chẩm thì hãy đến rước công chúa về nhà. Và khi đó thì có viên đại thần tể tướng thì xin được làm cưới cái làng công chúa Kana này. Và cái vị tể tướng này rước làng về nhà của mình và giao cho làng đủ tất cả mọi cái quyền hạn trong tay. Và hãy và nhắc công chúa là hãy làm phước tùy theo ý thích.
Và từ đó thì công chúa Kala sai nhiều người đàn ông đứng gác ở bốn cửa để đón rước chư tăng. Nhưng chỉ hoài công chờ đợi vì không có gặp được tỳ khưu hay chư tỳ khưu ly nào. Đặng mà để bác thì thành ra tại bốn cái cửa nhà nàng á, thì vật thực cứng mềm đã dự bị để cúng dường đều còn nguyên. Và dồn lại nhiều lần như vậy. Thì trong cái giảng đường chư tăng đề khởi cái pháp thoại. Thì các ngài nói là này chư huynh đệ, lúc trước đàn Kana làm cho bốn vị đại đức trưởng lão phải ăn năn hối tiếc là người gây sự phiền phức như vậy. Mà khi Đức Thế Tôn á, viếng làng thì nàng lại có đức tin đầy đủ. Đức Thế Tôn đã khiến được làng đem của nhà đến gần chư tỳ kheo, nhưng mà bây giờ làng muốn có chư tăng hoặc chư ly để cúng dường thì kiếm cũng không ra. Ôi ân Đức Phật bảo quả là kỳ diệu. Thì Đức Bổn Sư ngự đến hỏi thì chư tỳ khu rằng là hôm nay các ông hội thảo về vấn đề gì, thì Phật thì các chư tỳ kheo trả lời như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới nói này, chư tỳ khu không phải làng Kala, chỉ làm cho chư tỳ khu cao hạ phải hối hận bây giờ mà thôi. Và trước kia làng đã từng làm như thế rồi, và không phải bây giờ là lần đầu tiên. Ta đã khiến được làng vâng lời, trước kia ta cũng đã từng khiến được làng vâng lời như thế. Và khi chư tăng nghe được về câu chuyện bổn sanh thì bèn thỉnh cầu Đức Thế Tôn, ngài ngâm lên cái bài kệ mở đầu là Giác Thê Cô Napati Bá Hút Đúc Ti Vô Tát Tháp Cha Giác Tí Tát Ti Vô Chát Chát Tút Thô Chát Ý Đăng Tê Bắp Bú Ca Bí Năng Tí. Khi nào thấy một chú mèo thì một chú nữa hiện theo chẳng từ, rồi chủ ba và thứ tư, hang này mèo lọ hình như thích tìm. Và Đức Bổn Sư dẫn giải về bốn cái vị trưởng lão hôm nay là bốn cái chú mèo thuở xưa mà làng Kala đã là một cái con chuột cái trong cái chuyện tiền thân chúng ta đọc rồi đó. Và có Như Lai là cái người thợ ngọc. Dạy rằng khi mà Đức Bổn Sư dạy xong thì chư tỳ khu trong thời quá khứ nàng Kala cũng đã từng gặp cái cảnh buồn rầu như vậy, khổ tâm như thế rồi. À, cái câu chuyện mà cái bốn cái làng mèo này, bốn cái chú mèo với con chuột này đó, rất là hay. Cái chuyện tiền thân nó rất là hay. Cũng còn đọc lâu quá thì nhớ một cái phần nào đó. Chúng ta trở lại, nhưng mà nhờ nghe lời Như Lai mà làm được tâm thanh tịnh như cái hồ trong veo. Và kết luận xong thì Đức Thế Tôn thuyết pháp và đọc lên cái bài kệ này là Gia Tháp Tí Rahado Gam Phi Rô Vipassano Anawino Ewan Thamma Disu Tan Tana Toàn Á Vipassi Tanti Pandita. Hiền nhân nghe pháp vừa xong, tâm liền thanh tịnh sạch trong nước hồ, nước sâu gương phẳng nặng lờ, trong veo sáng suốt, chẳng nhơ bụi hồng. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng con đã kể cái tích chuyện số 82 này. Bây giờ chúng ta nghe thêm một chút pháp thoại và chúng ta dừng nghỉ. Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc. Như vậy chánh pháp ở đây là cái gì? Chánh pháp là những cái lời Đức Phật thuyết, là những cái kim ngôn
là những cái sự thật hiển hiện, hiển bày. Chánh pháp ở đây là gì? Là những cái pháp có những cái tướng chung, những cái tướng riêng, những cái thực tướng. Chánh pháp là một cái sự thật. Sự thật thì không phải là tốt, mà không phải là xấu. Sự thật chỉ là sự thật. Ví dụ tham là một sự thật, là một pháp chân đế. Là một uẩn, là một xứ, là một giới, là một đế, là một pháp. Sân cũng là một pháp chân đế. Si là một pháp chân đế. Chúng ta nghe chánh pháp không phải để loại trừ tham hay là chặn đứng tham, mà chúng ta nghe pháp để hiểu cái pháp này không do ai sinh ra, không do ai tạo ra, mà chỉ kết hợp nhân duyên và chúng hiện khởi và biến mất mà thôi. Nếu như mà chúng ta không thấy một cái đối tượng thị giác thì chúng ta sẽ không có tham, không có sân, không có si về cái đối tượng thị giác đó được, và cũng không có hiểu biết về cái đối tượng thị giác đó được. Và cái đối tượng thị giác đó nó không thể hiện khởi nếu như nó không có căn, không có mắt và không có cái thấy biết nó. Nhưng mà pháp hữu vi thì nó chỉ hiện khởi như vậy. Đối tượng thị giác thì nó không thể in dấu vào tai, vào mũi, vào lưỡi, vào thân được. Đối tượng thị giác nó cũng không thể xuất hiện ở đằng sau lưng được, ở trên đầu được, mà nó chỉ xuất hiện với căn môn của chúng in dấu vào và chúng biến mất. Về đối tượng thị giác thì nó không xấu, không đẹp, nó không là gì cả, mà nó chỉ tương ứng với cái sự in dấu đó và rồi biến mất. Như vậy thế giới này, từ kiếp này qua kiếp khác, từ sáng tới chiều, ngày này qua ngày khác, không có một cái gì hơn nữa cả ngoài những cái đối tượng thị giác. Màu, âm thanh, mùi, vị, những cái cứng, mềm, nóng, lạnh, và cái nhận biết chúng. Nhưng mà không có thể, không có ai làm cho cái đối tượng thị giác nó sanh khởi hay mất đi được cả. Chúng chỉ sanh khởi bởi duyên và rồi chúng diệt đi. Cũng không có ai khởi tham,
sân hay là si, hay là chánh niệm hay là trí tuệ, tất cả nó đều phụ thuộc vào nhân duyên hết. Không có duyên thì không có một pháp nào sanh khởi được. Như vậy thì các pháp luôn luôn hiện khởi sanh và diệt, nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Do vậy chúng ta chỉ có mỗi một cái con đường, đó là nghe về chúng để chánh niệm tỉnh giác tiệm cận, mỗi ngày nó gần với cái thực tại đó. Và nó thấy ra được thực tướng của chúng là rỗng không, là không tự ngã. Là không có chủ thể nào cả. Vì chúng ta chưa nghe đủ, nên là chúng ta còn đi tìm cầu cái phương pháp này, phương pháp kia để thực hành, để muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu. Nhưng mà tất cả cái đó đều thuộc về lãnh vực của tham và si mê hết. Một khi đã muốn cái gì đó rồi thì si tà kiến đã có mặt rồi. Và con người của chúng ta thì biết rồi, luôn luôn là mong muốn để đạt được, chứ không phải là hiểu về cái duyên sanh của các pháp. Và chúng ta để ý đó, Đức Phật thuyết về pháp duyên sanh đó, thì đến thời đại của chúng ta thì sao? Nó có hàng ngàn cái phương pháp thiền. Đều khác biệt nhau hết. Nhưng mà chỉ có mỗi trí tuệ mới làm cái công việc thấy được các bà diệt tận các pháp mà thôi. Và cái nhân duyên để cho trí tuệ sanh khởi, Đức Phật đã dạy rất rõ. Chỉ có hai duyên, đó là lắng nghe diệu pháp và khéo như lý tác ý. Khéo như lý tác ý về cái là thực nó đã sanh, đang sanh rồi. Không cần phải đi kiếm cái gì cả. Nếu như bây giờ đang có cái nghe thì hãy chánh niệm về cái nghe. Nếu bây giờ đang có tham thì hãy chánh niệm về tham. Nếu bây giờ đang có sân, hãy chánh niệm về sân. Đó là những thực pháp mà cần phải có sự hiểu biết. Khi mà chúng ta nghe chánh pháp đúng á, cái duyên đúng của nó là gì? Nghe đúng rồi thì lâu lâu chánh niệm nó trượt vào cái thực tại đó, rồi nó biến mất. Lâu dần nó trượt dần, nó trượt dần, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái chớn. Thì lúc đó nó trở thành một cái tự nhiên. Chứ không có cách nào mà chúng ta có thể tạo ra được một cái gì đó cả. Và thế giới này không còn cái gì ngoài năm cái đối tượng đó, quý vị thấy không? Ai cũng chỉ mê đắm hay là tham chấp vào năm cái đối tượng sắc, thinh, hương, vị, xúc thôi. Chứ không có ai mà ngoài năm cái đó mà không có cái thiền định nào mà có thể gỡ bỏ được cái tà kiến, cái tham ái về năm dục này cả. Mà chỉ có cái lời dạy của Đức Phật về cái chánh tri kiến về pháp là thực hiện đó.
là cái Vipassana đó, là trực nhập từng chút một về nó thôi, chứ còn không có con đường nào khác hết. Nếu mà có một cái con đường thiền định để mà chỉ tu tập thiền định để mà giác ngộ đó, thì Đức Phật không cần phải thuyết pháp 45 năm. Ngài chỉ nói, Ngài khoanh vùng lại, Ngài nói một câu hãy tu cái đó đi, rồi Ngài nghỉ nguyên một đời của Ngài. Nhưng mà không phải, giáo pháp duyên sanh này nó rất là vi tế, rất là thâm sâu. Nên Ngài phải giảng dạy từng chút một để phá hủy cái ý niệm về ngã. Và chúng ta thấy ngày nào cũng chỉ có màu mùi vị thanh thôi. Ta không dính mắc về cái này, cũng dính mắc về cái kia. Và thường chúng ta nói những cái câu chuyện về những cái đối tượng mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng. Chứ chúng ta cũng chẳng biết nó là ai luôn. Khi nào mà chúng ta nhận rõ ra được, chỉ có mỗi cái tâm kinh nghiệm một cái sắc ở một cái thời điểm đó, rồi nó diệt đi. Hay là chỉ có mỗi một cái cảm thọ nó đơn độc sanh ở đó và rồi nó diệt đi. Chẳng có lấy một con người, chẳng có một cái tôi nào ở đâu cả. Khi nào chúng ta thực sự hiểu về nó, cái tính sanh diệt của nó, thì lập tức là chúng ta rời bỏ tà kiến, rời bỏ tham liền. Nên là hàng ngày chúng ta thấy rằng là sáu căn của chúng ta đó chỉ để phục vụ cho vô minh, cho tham ái, cho si mê, cho sân hận, cho ganh tị tật đố, hay là để phục vụ cho một chút phước báo. Chứ ít có người tăng trưởng hiểu biết về chúng. Nên là khi mà Đức Phật dạy, chúng ta phải có được cái tâm thanh tịnh, xả ly ý niệm về ngã. Mà chúng ta nghe được lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Hằng ngày thì chúng ta chỉ nhớ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện người này chết, chuyện đám ma, chuyện đám cưới, chuyện buồn, chuyện vui. Nhưng mà chúng ta không có nhớ được đây là đối tượng thị giác, đây là cái thấy, đây là âm thanh, đây chỉ là cái nghe. Chúng ta không nhớ được đây chỉ là một thọ. Chúng ta không có nhớ được đây chỉ là một cái tham pháp sanh khởi. Không có ai tham. Đó thì chánh pháp của Đức Phật là Đức Phật nhắc cho chúng ta dựng lại cái thực tại nên đúng với bản chất của nó thôi. Vì chúng ta nghe, khi mà chúng ta thanh tịnh, chúng ta nghe và chúng ta hiểu đúng về nó. Nó không là ai cả, nó chỉ là danh, là sắc. Và nó vô thường, khổ vô ngã. Thì danh sắc nào dầu là xấu là tốt, là trong là ngoài, là xa là gần, là thấp hèn hay cao quý gì, tất cả chúng đều là vô thường, là biến hoại, là đổi thay, là vô ngã. Ồ, quá giờ.
Và khi mà chúng ta lắng nghe như vậy thì tâm của chúng ta sẽ cởi bỏ được vô minh, cởi bỏ được ý niệm về ngã. Với tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ đạt được lời dạy của Đức Phật, hiểu được lời dạy của Đức Phật, và chúng ta cũng sẽ giải thoát như làng Kala vậy đó. Và thời Phan đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dân tất cả chư đại đức tăng, kính dân đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quý thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A Tu La, Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa khắp mọi nơi. Xin kính chi phước lành này đến tất cả dân tộc Việt Nam và chư đại đức tăng cùng với chư Phật tử ở các nước đang bị dịch bệnh, mong cho phước báo, mong mọi người được nuôi sự an vui, thoát khỏi dịch bệnh và được cuộc sống bình an trở lại. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính bích đến sư. Phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu pavena sarasuti pavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhammanu pavena sarasuti pavantu te phavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu pavena sarasuti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành nói thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron trề tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukhita bhavantu te Chana bucha yepiyanda sampahva Samseda chata athavo pavatika Niyani kang thamma hva sangpatitya te Sappe pidukhasa karantu sankhayan Thatu chirang satang thammo Tham ma tha ra cha bút ca la Sang khô hô tu sa mắc ngô quá Át tha ya cha hi ta ya cha Âm hê ra khẳng tu sắc thầm mô Sắp bê bi tham ma cha ri nô Vút sâm pha phu này ya ma Tham ma ri ya pa về đi tê